Hôm qua ngày 2 tháng 9, dù trời mưa lất phất nhưng cũng không ngăn nổi từng đoàn người đến viếng đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi. Không chỉ người dân Bạc Liêu mà người dân các tỉnh lân cận cũng đến đây với mong muốn thắp nén tâm hương để tỏ lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có không ít gia đình đã nhiều năm liền cứ vào ngày 2 tháng 9 là lại chuẩn bị mâm cơm đến viếng đền thờ Bác. Hàng năm, đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là địa điểm được nhiều cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, trường học của huyện và tỉnh tổ chức lễ dân hương, lễ báo công, lễ kết nạp đảng viên, đoàn viên mới, vui Trung thu. Thế hệ trẻ trong ngoài tỉnh về thăm viếng đền thờ Bác có dịp nghiên cứu, tìm hiểu và học tập noi theo tấm gương của người để ngày càng đóng góp công sức cho công cuộc đổi mới và xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước. Thành tâm tưởng nhớ Bác, mọi người nhắc nhở nhau không ngừng phấn đấu, rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại, cùng nhau xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, phát triển.